Người khôn ngoan sống ở đời không bao giờ khoe khoang điều này. Quý vị thân mến, đặc điểm chung dễ nhận thấy nhất của những người thông minh là họ thường biết cách ăn nói, biết đối nhân xử thế vô cùng hòa hợp. Khi đã học được cách quản lý cuộc sống của bản thân, dù có nhiều chuyện không vừa ý trong cuộc sống, họ cũng sẽ tìm ra phương án giải quyết. Tự nhiên, họ sẽ có được những thứ mình mong muốn. Họ thường âm thầm quan sát thế giới mà không cần cầu kỳ, cũng sẽ không cố tình khoe khoang để thỏa mãn sự phù phiếm của mình, đặc biệt là với bốn điều sau đây. Thay vì nói ra bằng miệng, họ thích âm thầm hành động. Có như vậy mới dễ gặt hái thành công. Ngược lại, những người kém thông minh mới hay khoe khoang với người ngoài, rồi khiến cuộc sống của họ trở nên lộn xộn vì nhiều thứ khác nhau. Vậy bốn điều đó là gì? Thứ nhất, không phô trương sự giàu có của bản thân. Của cải không lộ ra ngoài. Đặc điểm người giàu thường là ẩn mình, tĩnh tâm, không tham công tiếc việc, không khoe khoang rầm rộ. Ai cũng từng nghe thấy điều này, nhưng không phải ai cũng làm được. Trong cuộc sống, có nhiều người phấn đấu vì mục tiêu của bản thân. Có người làm việc chăm chỉ cả đời mà vẫn trở nên tầm thường, trong khi có người trở nên giàu có trong vòng vài năm. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, nhiều người sẽ cảm thấy vẫn vinh dự và tự hào vì đã đạt được mục tiêu. Khi đó, họ bất giác muốn nói cho tất cả mọi người biết về điều đó. Thực tế, hành động này hoàn toàn không khôn ngoan. Vì dù bạn có giàu đến đâu, thì đó cũng là việc của riêng bạn. Nếu bạn nói cho người khác biết, thì họ sẽ không nhận được bất cứ điều gì. Họ cũng sẽ cảm thấy rằng bạn đang cố tình phô trương sự giàu có của mình. Thay vì vui chung hoặc kính trọng, người ngoài có thể thấy ganh tị và khó chịu vì điều đó. Vì thế, người EQ cao học cách giữ mình khiêm tốn. Dù giàu đến đâu cũng không thể khoe khoang ở mọi nơi. Điều thứ hai, đừng khoe khoang những lợi ích của bản thân lên mạng xã hội của bạn. Nhiều người thích khoe khoang về tầm ảnh hưởng của mình, muốn thể hiện mình giao thiệp rộng, quen biết nhiều, có thể nhờ vả hoặc đạt được những ích lợi khác hẳn với số đông. Vì thế, họ tưởng rằng cách làm này sẽ gián tiếp nâng địa vị của họ lên một tầm cao mới. Tuy vậy, điều này lại trở thành con dao hai lưỡi. Trên mạng xã hội, chỉ có một bộ phận rất nhỏ thấu hiểu bản chất con người bạn. Chứng kiến những khó khăn vất vả mà bạn đã trải qua để đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Còn đại đa số mọi người đều chỉ nhìn thấy một phần hào nhoáng bên ngoài. Với những người tham, sân, si, họ hoàn toàn có thể suy diễn những điều không hay, biến chúng thành lời đồn và lan tỏa khắp nơi, gây ảnh hưởng tới danh tiếng của bạn. Do đó, hãy chứng minh năng lực của bản thân trong công việc, trong sự nghiệp, chứ không cần chứng minh trên mạng xã hội. Thứ ba là, đừng nói nhiều về đời sống tình cảm cá nhân. Tình cảm cá nhân là chuyện riêng tư của mỗi người. Cho dù mối quan hệ của bạn đang rất thăng hoa hay rơi vào rạn nứt, đó cũng không phải chuyện để có thể công khai ra ngoài, lấy ra bàn luận. Có thể bạn đang tự hào về đời sống tình cảm của mình, nhưng người khác lại rơi vào tình cảnh không thuận lợi. Khi bạn khoe khoang với họ, điều này không khác gì hành động sát muối vào vết thương. Có khả năng họ sẽ ghét bạn hơn đấy. Trong trường hợp tình cảm của bạn không tránh khỏi những mâu thuẫn, nếu bạn công khai quá nhiều với người ngoài, bạn sẽ chỉ trở thành đối tượng bị hóng chuyện và buôn dưa. Bạn sẽ là đối tượng để họ chế giễu
và cười đùa một cách hời hợt. Do đó, dù buồn hay vui, hãy giữ cho riêng mình. Mỗi người nên có một chút không gian riêng tư của mình. Đừng kể lể mọi chuyện với người khác. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù bạn có đau hay hạnh phúc, thì người khác cũng không thể đồng cảm với bạn. Bạn có thể chia sẻ, nhưng cũng phải có điểm mấu chốt của riêng mình và lựa chọn những người thân thiết nhất. Thứ tư, đừng khoe khoang, tỏ vẻ thông minh hơn người. Một người có trí tuệ cảm xúc cao sẽ đối xử khiêm tốn với mọi người và biết cách tôn trọng mọi người, không phô trương về bản lĩnh của mình, cũng không khiến người khác cảm thấy bị coi thường. Trong khi đó, người có EQ thấp lại thích cố tình thể hiện những điều này để thỏa mãn cái tôi đầy tự mãn của họ. Trong mắt những người như vậy, việc khoe mẽ đã trở thành thói quen hàng ngày của họ rồi. Trong quan hệ giữa các cá nhân, họ thường rất tự cao, nên trong quá trình trò chuyện, người ta sẽ dần đánh mất thiện cảm, không muốn xây dựng quan hệ thân thiết. Quý vị thân mến, có một hiệu ứng được ứng dụng nổi tiếng trong kinh tế học, được biết đến với cái tên hiệu ứng Matthew, với hiện tượng người giàu thì ngày càng giàu hơn, trong khi người nghèo thì ngày càng nghèo đi. Mượn thuật ngữ hiệu ứng Matthew, chúng ta cũng có thể khái quát lại một số quy luật chung của cuộc sống để có thể hiểu lòng người trong các tình huống của cuộc sống sau đây. Thứ nhất, quy luật phô trương. Càng thiếu thứ gì, càng khoe thứ ấy. Một người luôn khoe khoang về sự vị tha, trong khi bản thân anh ta là một kẻ ích kỷ, một người keo kiệt, nhưng lại luôn khoe khoang sự hào phóng. Một người luôn nói rằng không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, trong khi thực tế anh ta thấy tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Đó là một vài biểu hiện của quy luật phô trương mà bạn có thể gặp ở bất cứ đâu trong đời sống. Nhiều người có thể coi thường sự giàu có, nhưng trái tim của họ không thể thoát khỏi ham muốn giàu có. Họ có thể chú ý đến sự khiêm tốn, nhưng tâm trí cũng không thể quên việc danh tiếng bên ngoài của họ như thế nào. Trên thực tế, khi một người quá để tâm đến điểm nào thì càng biểu lộ ra rằng bản thân họ đang tự ti ở điểm ấy. Những kẻ thiếu tự tin vào bản thân nhưng luôn mong muốn được thể hiện và được mọi người công nhận như vậy. Muốn hiểu rõ một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ là gì thì có thể biết được họ có thật lòng không. Thực lực của bạn sẽ được chứng minh trong suốt quá trình sống và làm việc. Vì vậy, không nên khoe khoang về bản thân, nhất là phô trương về tiền tài, vật chất trước mặt người khác. Sự phô trương thái quá khiến bạn tự hạ thấp giá trị của chính mình, tự cho người đối diện thấy bạn như thế nào, và chính bạn đang vô tâm, làm tổn thương đến người khác. Thứ hai, quy luật tài năng. Những người càng có khả năng, càng khiêm tốn và ít phô trương. Có một câu nói rằng, lúa chín cúi đầu, sông sầu tĩnh lặng. Điều này tương tự như ý nghĩa của quy luật tài năng. Những người càng có khả năng, trình độ cao, thì sẽ càng cư xử khiêm tốn và ít phô trương. Tại sao họ không thể hiện mạnh mẽ và tự hào hơn? Bởi vì bản chất phổ biến một sự thật rằng, các khía cạnh của vấn đề phải được nhìn qua các mặt đối lập. Nước đầy quá sẽ tràn, trăng tròn rồi sẽ khuyết. Sự tà ác sẽ xuất hiện cùng lúc với niềm tự mãn. Những người càng khôn ngoan hay có năng lực, họ càng hiểu được rằng kiêu ngạo chỉ khiến mọi người lùi bước và sự khiêm tốn khiến mọi người tiến bộ. Vì vậy, họ hành động thận trọng, cư xử mềm mỏng, khiêm tốn và ít phô trương.
Người xưa có câu: một xô nước không rung lắc, nửa thùng nước lại kêu len keng, và nói: nổi trên mặt nước chỉ là cá tôm nhỏ, những con cá lớn thực sự đang chìm dưới cùng. Đó là những câu tục ngữ ý nghĩa về sự khôn ngoan của những người càng có khả năng, càng tài giỏi, thì họ càng khiêm tốn và ít phô trương. Quy luật tài năng có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta để xác định tài năng thực sự hoặc tài năng giả, và sau đó sử dụng lại tài năng một cách chính xác. Ví dụ, một người nào đó thích khoe khoang và nói luôn miệng, và anh ta có một chút tài năng. Nó có vẻ là một tài năng, nhưng anh ta quá tự hào về bản thân, và sớm hay muộn cũng sẽ vấp ngã, cuối cùng là chuốc lấy thất bại. Vì vậy người này không thể được giao một trách nhiệm quan trọng. Những người điềm tĩnh và trưởng thành, họ khiêm tốn và không kiêu ngạo, cư xử đúng mực và làm việc chuyên nghiệp, mang lại cho mọi người cảm giác tuyệt vời. Vì vậy họ đáng tin cậy và xứng đáng được giao nhiệm vụ hơn. Nếu chúng ta có thể đọc quy luật tài năng, những người càng có năng lực càng khiêm tốn và nỗ lực hơn trong cuộc sống càng sớm càng tốt. Khả năng hiểu người và hiểu xã hội của chúng ta sẽ được cải thiện rất nhiều.